vấn đề quan trọng. Dạ. Nóng hổi và thổi vàng. Xin chào các bạn. Lại là Khánh Tường đây. Ngày hôm nay thì Khánh Tường sẽ dẫn các bạn đến một thiên đường mua sắm tại thành phố Hồ Chí Minh, nằm trên đường Lý Tự Trọng. Và Khánh Tường bật mí là nơi này nó nằm ở dưới một căn hầm của một căn chung cư trên đường Lý Tự Trọng. Ở đây thì chúng ta có thể cập nhật được rất là nhiều xu hướng thời trang khác nhau. Những shop thời trang online nổi tiếng cũng có ở đây luôn. Và đặc biệt nó là một thiên đường sống ảo cho tất cả chúng ta để chụp những tấm ảnh check-in cực chất. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng theo chân Khánh Tường nha. Bây giờ thì Khánh Tường đang có mặt tại The New Playground, là số 26 Lý Tự Trọng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà Khánh Tường nói với các bạn là thiên đường mua sắm ở dưới lòng đất. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào bên trong các bạn nha. Như các bạn thấy thì ngay cái con đường vào của chúng ta đã có một cái không gian sống ảo rất là tuyệt vời rồi. Chúng ta có hai con đường, một con đường bên kia là bằng phẳng, con đường bên đây là bậc thang, các bạn muốn đi bên nào cũng được. Khánh Tường thích sự mạo hiểm cho nên Khánh Tường chọn con đường bậc thang. Do là ở dưới tầng hầm cho nên là cái không gian nó khá là hẹp và thấp. Tuy nhiên thì có một cái điều đặc biệt ở đây Khánh Tường rất là ấn tượng là cái sự bài trí nó rất là ổn và màu sắc thì rất là đặc biệt. Rồi, bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng theo chân Khánh Tường vào sâu bên trong nữa nha. Giống như anh Tường nói là còn dư âm của Giáng sinh cho nên là bây giờ còn những cái vật dụng trang trí của Giáng sinh. Bản thân Khánh Tường thì cũng không có rành về thời trang cho lắm, nhưng mà theo Khánh Tường đi sơ một vòng thì thấy là hình như là mỗi một shop như vậy thì sẽ mang một cái phong cách khác nhau. Ví dụ như shop này chuyên bán tất cả những trang phục màu đen, đây là shop cho nữ với nhiều kiểu dáng khác nhau. Do là không gian thì khá là hẹp cho nên là hầu hết các shop đều trang trí theo kiểu là rất là mở, ngay đường đi luôn chứ không có kiểu là theo kính nữa. Mặc dù phong cách thời trang ở đây rất là đa dạng nhưng mà Khánh Tường thấy có một cái điểm chung đó chính là hầu hết ở đây đều là theo kiểu phá cách. Khánh Tường cũng rất là muốn được mặc những bộ trang phục như thế này. Tất đến nơi quan trọng, nó được thiết kế một cách rất là đặc biệt. Trước khi đến với khu nhà vệ sinh, một cái không gian sống ảo rất là tuyệt vời. Thường là những không gian kiến trúc mà nó hẹp một tí xíu, người ta thường hay lựa chọn á, chính là người ta sử dụng kính để mình cảm giác như là không gian nó rộng ra thêm, thì ở đây cũng vậy luôn. Như các bạn thấy thì hầu như là tất cả các shop quần áo ở đây, mỗi một shop đều có một cái trang trí rất là đặc biệt. Mà hầu như là shop nào khi mà mình đứng vào mình cũng có thể chụp hình sống ảo được hết. Khánh Tường ví dụ như là ngay từ cửa bước vào thì chúng ta đã có một cái shop màu hồng rất là dễ thương như thế này. Nhưng mà nói chung là cũng tùy, chúng ta tới chúng ta lựa một cái không gian nào nó phù hợp với chúng ta. Ví dụ như Khánh Tường thì chắc là không phù hợp với không gian này rồi. Đây là tông màu hồng phù hợp với các bạn nữ. Lúc nãy là mình đi qua kia là chuyên bán quần áo không luôn. Còn bên đây là bên tay phải thì vừa có quần áo và vừa có phụ kiện như là cây điện thoại, rồi đồng hồ, mắt kính, rất là nhiều thứ. Đây, giống như Khánh Tường nói là mỗi một shop như vậy thì đều có một cái màu sắc riêng mà shop nào mình đứng vào mình cũng có thể chụp hình sống ảo được hết. Đây, màu đỏ phù hợp với Khánh Tường đây. Alo. Giỡn với các bạn xíu thôi, đây là một trong những vị trí mà chúng ta có thể sống ảo được ở dưới hầm của New Playground. Và từ nãy đến giờ thì chúng ta cũng đã thấy là ở dưới này có rất là nhiều địa điểm chúng ta có thể chụp hình sống ảo được. Còn bây giờ thì Khánh Tường sẽ dắt các bạn đến với một địa điểm khác cũng tại quận nhất thành phố Hồ Chí Minh luôn. Nhưng đây là một địa điểm ăn uống. Đó, nãy lúc nãy Khánh Tường có gọi điện cho chị Du Quán đặt món sẵn rồi, bây giờ mình chỉ cần tới đó mình phá đảo ẩm thực thôi. Xin mời các bạn cùng theo chân Khánh Tường.
Xin chào các bạn, hiện tại bây giờ thì Khánh Tường đang đứng trên đường Hai Bà Trưng. Và như đã hứa với các bạn thì Khánh Tường sẽ dẫn các bạn đến một địa điểm ăn uống tại quận Nhất. Và đó chính là hẻm 76 Hai Bà Trưng. Đây là một thiên đường ẩm thực luôn, rất là nhiều món ăn vặt ở trong này. Các tín đồ của ẩm thực Sài Gòn thì chắc là các bạn cũng biết nơi này. Nhưng mà ngày hôm nay thì Khánh Tường vẫn muốn đến để khám phá xem là trong đó nó đặc biệt đến cỡ nào, hấp dẫn đến cỡ nào. Thì ngày hôm nay cùng theo chân Khánh Tường vào hẻm 76 Hai Bà Trưng nha. Rồi, tới nơi rồi. Bây giờ là khoảng 4 giờ chiều cho nên là ngay giờ cao điểm hơi đông một tí xíu. Đây là khu vực mà chúng ta mua đồ ăn xong rồi, chúng ta sẽ tới đây để chọn cho mình một bàn để ngồi ăn nha các bạn. Sau một hồi xếp hàng dài thì cũng đã chọn được một cái bàn khá là ưng ý. Ánh sáng đẹp để các bạn có thể thấy được đồ ăn. Bây giờ thì Khánh Tường sẽ đi chọn đồ ăn. Lúc nãy các bạn thấy là nguyên một con đường thì rất là nhiều đồ ăn vặt. Thì hôm nay Khánh Tường quyết định là sẽ chọn được nhiều món nhất có thể. Mỗi một món một ít, một ít, một ít để lên đây thử, để chia sẻ với các bạn. Bây giờ mình sẽ đi lựa món các bạn ha. Bánh tráng nướng. Ở đây là... Cô, cái này là bánh gì ạ cô? Căn bánh ngọt con trai. Bánh căn và bánh ngọt. Bánh căn này là mình bán một phần bao nhiêu vậy cô? Một cái 40. Một phần 40? Ờ, 10 cái mới 40 con trai. Cho con một phần 10 cái. Trời ơi, xích đâu con trai. Dạ. Rồi, cái... Sao con thấy bánh căn với bánh ngọt nó cũng giống nhau hả cô? Nó cũng giống mà, nhưng mà ở đây mình kêu bánh ngọt, ngoài kia nó kêu bánh bánh căn. À, ví dụ ở Đà Lạt này kia kêu bánh căn đúng không? Con ăn ở đây đem đi. Dạ, con ăn ở đây. Đây. Rất là thơm. Cái này là cô lấy cái mới luôn, vừa mới chiên xong luôn. Bánh căn hay còn gọi là bánh khọt. Rồi, kế bên cô bán bánh căn là chị bán bánh tráng nướng luôn, rất là dễ thương. Ở đây là mình bánh tráng nướng hay có gì nữa không chị? Có bánh trứng. Bánh trứng, bánh tráng nướng. Rồi vậy cho em một cái bánh tráng nướng. Đầy đủ ha. Dạ đầy đủ. Ở đây thì có vừa bánh tráng nướng, có bánh trứng cút. Mà Khánh Tường thích ăn bánh tráng nướng hơn. Cái này mình một cái bao nhiêu chị? Cái 15 nghìn. Nướng bánh tráng cũng là cả một nghệ thuật đó các bạn. Dạ rồi, cảm ơn chị. Bánh tráng nướng 15 nghìn một cái. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Mỗi một lần ăn vặt đó là không thể thiếu một cái món, đó chính là cá viên chiên. Và đây là một thiên đường cá viên chiên. Anh, cái này giá sao anh? Đây là đồng giá 10 ngàn, sau đậu bắp trứng cút là 5 ngàn. Là bây giờ muốn ăn cái nào là mình sẽ lựa. Đúng rồi. Không để là anh chiên. Đây là viên. Khi mà đi một vòng khám phá nơi này thì cái tường thấy không chỉ là đồ ăn nhiều nè, đồ ăn ngon nè, mà các anh chị chủ quán còn rất là dễ thương nữa. Ví dụ như là anh bán cá viên chiên đây. Thì bây giờ Khánh Tường đã mua đồ ăn xong hết rồi. Bây giờ sẽ đợi anh chiên xong. Bây giờ Khánh Tường sẽ vào bên trong bàn để ngồi đợi. Chúng ta sẽ thưởng thức thôi. Follow me, follow me. Có đồ ăn rồi. Các bạn ơi, bây giờ là đây là những món mà Khánh Tường vừa mới chọn lúc nãy, gồm có bánh căn hay còn gọi là bánh khọt. Lúc nãy thì cô bán có nói là tùy vào mỗi địa phương thì sẽ có một cái tên gọi khác nhau. Đây là bánh tráng nướng, còn đây là nước chấm có kèm theo dưa leo, còn đây là rượu chiên. Chúng ta có xúc xích nè, có phô mai que, có bầu viên, có trứng cút, có đậu bắp. Bây giờ mình sẽ thử từng món một các bạn ha. Và khi mà ăn những cái món mà nướng rồi chiên nhiều dầu mỡ như thế này thì thường Khánh Tường sẽ chọn một cái món nước nó thanh đạm một tí xíu, đó là chả tắc. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt thử từng món một nha các bạn. Mình sẽ ăn món nhẹ nhẹ trước, đồ chiên. Phải nói là nếu như mà những bạn nào là tín đồ ăn vặt thì sẽ quá quen với những món đồ chiên này rồi. Nhưng mà mình sẽ thử xem là mình ngồi trong một cái không gian ăn vặt chuyên bán đồ ăn vặt như thế này thì nó như thế nào. Rồi, đầu tiên là xúc xích, tùy vào sở thích của các bạn. Khánh Tường thì Khánh Tường thích tương ớt nhiều hơn.
cho nên là sẽ chấm cái phần trăm tương ớt nó nhiều hơn cái phần trăm tương đen. Rồi đây à, thử nha. Nó cũng tương đối là giống với những chỗ bán đồ chiên khác, nhưng mà có thể là do đây là chỗ nơi chuyên bán đồ ăn vặt cho nên là cái hình thức nó rất là bắt mắt. Ví dụ như là những cái viên xúc xích đó thì cũng được sắc nhỏ ra, rồi lạp xưởng cũng được sắc nhỏ ra. Nói chung là cái việc cái hình thức đó, nó đẹp hơn rất là nhiều. Đây là trứng cút. Có mùi tôm. Rồi bây giờ mình sẽ thử món bánh khọt nha. Bánh khọt ở đây thì nó khác với lại bánh khọt ở dưới quê miền Tây một tí xíu. Ở dưới miền Tây của Khánh Thường thì thường cái bột của nó không có giòn như thế này, mềm hơn, Khánh Thường cảm thấy nó mềm hơn và cái màu nó vàng hơn. Và trong này thì thường sẽ không có tép, còn cái này thì chiên giòn hơn và có một con tôm ở phía trên. Để xem nó khác cái hương vị như thế nào. Chúng ta sẽ ăn bằng tức là chúng ta cuốn vào rau. Cô rất là hào sảng, cô cho nguyên một mẹ rau. Hồi nãy á, Khánh Thường có hỏi cô là tại sao có những cái có tôm, có những cái không có tôm. Cô nói là có hết, bù qua đắp lại, không biết bù qua đắp lại như thế nào. Nhưng mà bây giờ nhìn kỹ á, thì mới biết là những miếng mà có tôm á, thì không có trứng. Còn những miếng này không có tôm thì bên trong này nó có trứng các bạn. Người ta nói những cái món ví dụ như là gỏi cuốn, bò bía hay là bánh xèo, bánh khọt á, thì nước chấm, nước mắm á, chính là linh hồn của cái món ăn này. Bởi vì nó chính nó là tạo nên cái hương vị của món ăn. Thì bây giờ bánh căn, bánh khọt cũng vậy luôn. Cho nên đây, đây là cái giấy nước mắm, trong này có ớt, có củ cải trắng, củ cải đỏ, sắc nhuyễn. Thử xem như thế nào các bạn ha. Nhìn thì có vẻ rất là cay nhưng mà thấy tôi ăn cay được. Rồi. Giống như chúng ta nhìn thấy cái bánh nó rất là giòn. Rau thì cũng rất là tươi. Thế là bánh giòn và có cái hương vị của tôm nữa. Và chấm vào nước chấm này, và nước chấm này rất là vừa ăn nha các bạn. Không quá mặn. Mặn mặn, ngọt ngọt và cái độ cay cũng vừa phải, mặc dù Khánh Thường nhìn thấy rất là nhiều ớt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ăn tới món thứ ba là bánh tráng nướng. Bánh tráng nướng nãy giờ để lo ăn mấy món kia nó cũng nguội bớt rồi, chứ lúc mà chị bán đưa cho Khánh Thường á là còn nóng hổi và khói nghi ngút luôn. Để khoe với các bạn thành phần ở bên trong đó, hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa đó, rất là nhiều hương vị khác nhau. Và đặc biệt là hai cái trứng cút được đánh vào trong này tạo nên cái vị béo, và có bơ nữa. Bây giờ thì nãy giờ để khoảng 15 phút rồi nhưng mà nó vẫn còn cái độ giòn các bạn, giòn tan. Thì mình sẽ ăn thử ha. Lúc nãy khi mà thấy chị bán để những cái gia vị vào á thì Khánh Thường sợ là nó sẽ bị mặn, tại vì nó có tôm khô rồi vừa có tương ớt, rất là nhiều thứ mà có thể gây cái độ mặn. Nhưng mà khi mà ăn á thì nó rất là vừa miệng luôn, chứ không có bị quá mặn, cũng không bị quá lạt nha các bạn. Độ giòn cũng vừa phải. Và cái từng nói là nướng bánh tráng là cũng cả một nghệ thuật đó, làm sao để cho những cái gia vị bên trong nó chín. Nhưng mà cái bánh tráng bên ngoài thì không bị khét, hoàn toàn không hề bị khét một tí nào hết. Mặc dù là ngồi ở hẻm 76 Hai Bà Trưng, quận Nhất, nhưng mà ăn cái này tự nhiên nhớ Đà Lạt ghê. Ăn thì phải uống. Lý do cái đường chọn Trà Tắc á, là bởi vì khi mà ăn những cái món ăn mà nó có quá nhiều dầu mỡ, món ăn nướng như thế này á, thì Trà Tắc chính là một trong những sự lựa chọn đúng đắn nhất để chúng ta có thể nói chung là nó vừa thanh đạm, nó có cái độ chua để khiến cho chúng ta có thể tiếp tục ăn được nữa mà không có bị ngấy, không có bị ngán. Chỗ Tắc ở đây ok. Nói là Trà Tắc thì đương nhiên chỗ nào cũng sẽ có trà, cũng có tắc, cũng có nước đá, cũng có đường. Nhưng mà không phải chỗ nào cũng ngon nha mọi người. Có nhiều chỗ thì sẽ hơi nhiều tắc một tí xíu thì sẽ bị chua, hoặc là hơi nhiều đường thì nó giống như nước đường luôn. Còn ở đây thì Khánh Thường thấy nó mọi thứ vừa phải, độ chua, độ lạnh, độ ngọt vừa phải. Nói chung là ok. Các bạn ơi, vậy là chúng ta đã khép lại hành trình ngày hôm nay tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và Khánh Thường sẽ được nhắc lại tiêu chí của chương trình là mỗi một số như vậy, Khánh Thường sẽ dẫn các bạn đi một địa điểm check-in sống ảo và một địa điểm ăn uống tại thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là các bạn, chúng ta quyết địa điểm nào chúng ta đã từng trải nghiệm rồi thì các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.